Alo à, alo, em xin chào anh chị nhà đầu tư, à, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của Nguyên ha, à, Smart Investment, Nguyên Coffee Stock Dạ rồi, vẫn đến hẹn lại lên, cuối tuần em lại tiếp tục đồng hành cùng anh chị nhà đầu tư mình à, Với một cái video review tổng quan về sự vận hành của dòng tiền lỡ cho phiên ngày sáu Cũng như là trong tuần giao dịch vừa qua, một tuần giao dịch cực kỳ căng thẳng, khốc liệt và tâm lý Anh chị ha, và đúng như người ta thường nói là gì, thương trường là chiến trường À, và phiên giao dịch ngày thứ sáu nhìn chung em cũng có chia sẻ ở video trước là chúng ta sẽ cần một cái phiên rũ bỏ thật là mạnh, đi kèm với khối lượng thấp và có những sự hấp tụ hồi phục lên của dòng tiền tổ chức. Kết hợp với những yếu tố điểm cân bằng và yếu tố test lại nữa thì về đi mình sẽ có một cái nhịp tạo đà rất là tốt cho giai đoạn về sau. Và có những cái tin tức về hệ thống giao dịch đang được thử nghiệm và sẽ đưa vào hoạt động chính thức nó cũng sớm thôi. Và cái hệ thống mới thì đáp ứng nhu cầu dự tính là khoảng tầm 30.000 tỷ một ngày. Thì em đánh giá với cái thanh khoản này là hợp lý ha hợp lý với cái dòng tiền của vn giờ này hiện tại ha nó sẽ như vậy thì nó mới đáp ứng đủ anh chị thấy bây giờ 20.000 tỷ không còn là vấn đề nữa à, mở thanh khoản ra một cái mà vượt lên 25.000 tỷ nó cũng chuyển hết sức bình thường thành ra cái việc mà mà mình dự trù lên được hơn 30.000 tỷ là em đánh giá hợp lý ha hệ thống này sẽ rất là hợp lý cho cái việc giao dịch trong giai đoạn sắp tới anh chị ha và à, thứ năm thì em không có làm clip em chỉ nhận định trong room khách hàng vip thôi thì em có thể cho anh chị coi cái nhận định của em vào tối ngày thứ năm nè đây 25 tháng 3 anh chị ha em không làm video là tại vì hôm thứ năm đấy anh chị thấy rằng là gì đây là là cái phiên này nè cái phiên nhỏ nhỏ này nè đây đây là cái phiên hôm ngày thứ năm đúng không ạ? thì em cũng đã có nhận định trong đơn khách hàng như sau là cái phiên này em đánh giá là gì không có những sự gọi là không có bị bán mạnh nhưng mà cái hồi phục nó cũng yếu luôn ha hồi phục nó cũng yếu luôn thì anh chị có thể xem lại cái video ngày thứ tư của em á thì em cũng đã có những cái chiến lược em chốt lãi và hạ margin như thế nào ha và vẫn đặt ra một cái hỏi câu hỏi cho anh chị nhà đầu tư mình xem kênh youtube thì anh chị mình cũng thấy được là anh chị mình đang cầm mã nào anh chị cầm ở đâu giá nào anh chị mình có tham gia mua đuổi hay không Nó mới là vấn đề ha và chúng ta nên hạ những cái lượng margin của mình để chi để chúng ta chịu được những cái đợt rung lắc của thị trường và chúng ta cũng cần cái lượng margin và tiền đấy để chúng ta có những cái nhịp để đi chợ khi mà đủ các điều kiện anh chị và phiên ngày thứ năm đó thì em thấy là không có đủ điều kiện đi chợ không thuyết phục không có an toàn ha đấy và nè em đánh giá nè cái hôm thứ năm đấy đúng ra là họ phải đạp luôn để cho bà con sợ bà con chạy hết toán loạn hết thì nó mới ok thứ năm tự nhiên nó giữ lại nó neo cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư lại anh chị mình bình tĩnh hơn anh chị mình bình an bình tâm đồ hơn rồi anh chị mình lại không bán à, rồi các nhà đầu tư có thể tham gia bắt vào bắt đáy nữa thì sẽ khiến cho cái việc mà hàng t cộng ba về họ phải rủ một nhịp nữa thì rất là phiền đã thành ra là em chưa có canh mua gì cả ha Và đúng thật là phiên ngày thứ sáu anh chị thấy là phiên sáng á, là đã có những sự hồi phục Xanh cũng tương đối ok ha Cũng tương đối ok Nhưng mà em cũng có nhắc nhở anh chị nhà tư trong room là phải bình tĩnh Không có quá vội Tại vì sao? Hồi sớm như vậy khả năng sẽ bị tèo lại Và trong quá trình test nó sẽ nhúng lên nhúng xuống chứ không phải là nó lên luôn Đây nè em có nói nè Đây nè qua thứ sáu nè 26 tháng 3 anh chị thấy không? Nè Nè Thấy kéo sớm quá nè có thể tèo lại nè ha cứ quan sát tiếp nè anh chị đấy nè ngồi im chờ nè không có làm gì cả nè cứ lên lên xuống xuống hoài nó, nó chưa xong cái chu kỳ chưa xong cái sự vận động của nó thì chúng ta tạm quan sát ha tạm quan sát đấy đó là những cái view của em vào sáng ngày thứ sáu à, và cái giai đoạn mà cuối phiên sáng bắt đầu đầu phiên chiều một cái sự gọi là rũ bỏ wash out cực kỳ mạnh đúng không anh chị chính vì vậy chúng ta phải hạ margin từ trước đấy chứ mà cái cây mà nó thọt cái hôm chiều uh, chiều gì đó cuối phiên sáng đầu phiên chiều thứ sáu nó thọt cái cây đó mà anh chị căng mà xin là anh chị bị côn ngay ha, đạp rất là sâu đạp tan đi trường cái mã nào cũng đạp đấy cực kỳ kinh khủng ha thở oxy là chắc phải thở cả bình mới chịu nổi anh gì ha đấy mình nói vui một tí thôi nhưng mà anh chị thấy rằng là gì họ đạp những cái biên độ kinh khủng như vậy mà vô là cực kỳ bé ha chứng tỏ là gì họ ép họ ép giá là chính thôi họ ép margin là họ ép cái lượng margin ra, họ ép giá xuống thôi. Đấy xong rồi khi mà đạt được những cái mục đích hoặc là cái lượng hàng kê bán nó đã chất lên rồi bắt đầu họ hấp thụ, họ ăn, họ ăn lên cực kỳ mạnh mẽ anh chị ha. Đấy, và nhưng mà cái quy tắc á mà nếu mà đi chợ á thì chúng ta phải canh những cái điểm nó cân bằng một tí rồi anh chị mình mới tham gia đi chợ. Còn nếu bắt đáy vội á thì T cộng 3 về khả năng nó sẽ rủ một nhịp ngắn nữa. Đấy thành ra là em vẫn khuyên anh chị mình là ngồi nhìn nó là như vậy anh chị ha. Đấy và em có nhắn một cái đoạn trong room khách hàng nè Đây em chờ nè Em chờ qua tuần có yếu tố bắt uh, bắt test nè Là sao? Là quay lại test đó, test đáy lần nữa Thì mới tham gia Đấy bây giờ hiện tại chỉ là điều kiện cần Chứ chưa phải là điều kiện đủ Đấy test lại một lần nữa thì mình mới tham gia mới Nó mới ok được ha Nhưng mà anh chị thấy rằng là qua cái đợt rung lắc như thế này thì chúng ta sẽ có view qua xem, view qua toàn bộ xem một lượt tất cả các dòng, tất cả các cổ phiếu xem qua cái lực hấp thụ của mỗi con như thế nào có mạnh hay không có quyết liệt hay không và những cái mã nào những cái dòng nào mà anh chị mình sẽ chú ý anh chị ha đấy đầu tiên cũng là bắt đầu từ dòng ngân hàng anh chị ha dòng ngân hàng thì acb à, acb thì em đánh giá nha acb nhìn chung là nó vẫn bị điều chỉnh theo thị trường cái biên độ điều chỉnh nó cũng ngang ngửa thôi nhưng mà cái vấn đề là cái khối lượng cái khối lượng trong cái đợt điều chỉnh này của acb nó vẫn rất là bé nó giảm nhưng mà vô rất là bẻ chứng tỏ là gì dòng tiền tổ chức họ không hề ra ha họ không hề ra họ chỉ canh ăn hàng của nhỏ lẻ là chính thôi và anh chị thấy khi mà thị trường bắt đầu hồi phục một cái là acb hồi rất mạnh hồi rất là nhanh và đóng cửa ở những vùng giá xanh mà đóng cửa cao nhất viên như thế này thật sự rất là tốt ha mình sẽ lưu acb vào danh sách chú ý giai đoạn sau mình sẽ ngồi rình con này danh sách rình anh chị ha acb đấy mình sẽ lưu vào rồi Tiếp theo là BID. Ha, BID, BID nhìn chung á anh chị thấy đây là cái vùng mà BID không hề tăng trong nhịp này. Ha, và anh chị nào theo dõi kênh YouTube của em nhiều thì cũng sẽ em phân tích rất là nhiều về con BID này. Không tăng. Nó chỉ đang trong giai đoạn tích lũy để chờ một con sóng mới thôi. Thành ra cái việc mà đi chỉnh mạnh thì đi mình à, nói chung là họ cũng sẽ đạp con BID này xuống những cái vùng thủng hỗ trợ, thủng cái vùng 42. Đấy nhưng mà cái vùng 42 là hỗ trợ rất là cứng và khi họ đỡ lên họ đỡ rất là nhanh ha hồi đỡ lên nó hấp thụ lên mà anh chị thấy không cái vôn ngày hôm nay đạp mà thủng luôn cả 42 mà vôn bé tí ti có ai chơi con này đâu nếu mà rủ những anh chị nào mà đu cái cây break á đu cái cây hai cây tiền giàu lớn á thì t cộng ba về chắc anh chị cắt lỗ rồi ha đây nè một hai ba không t không t một t hai t ba rồi hoặc là t không t một t hai t ba là về tới đây là anh chị mình đã rất anh chị nhiều anh chị nhào tư thậm chí cái cây thọt thủng cái hỗ trợ như này là cắt lỗ rất là nhiều rồi ha cắt lỗ rất là nhiều rủ anh chị nhào tư rất là nhiều À, họ mượn gió họ bẻ măng thôi họ rủ như anh chị đeo bám ra thôi đấy ha và cái vôn như thế này cho thấy cái lực bán nó đã cạn rồi và cái độ hấp thụ nó mang tính chất cũng rất là quyết liệt ha rất là quyết liệt thành ra em đánh giá là 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 PID vẫn sẽ là giai đoạn sau vẫn sẽ có những cái điểm mua những cái điểm gia tăng đối với anh chị trong khách hàng của em ha có gì em sẽ báo cũng lưu con này vô danh sách rình gì nha rồi tiếp theo là CTG à CTG thì anh chị lưu ý nha, vol giao dịch của CTG dạo gần đây rất là lớn. Ha, rất là lớn. Thì có nhiều anh chị nói là em hay nói là hay, nghe nguyên hay nói là vol cạn cái gì đấy thì mới ok đúng không? Tại sao cái con này vol lớn quá vậy? Thì nó mới có nó có ok hay không? À, cái việc vol lớn hay vol cạn anh chị em có nói rồi, nếu anh chị tham gia khóa học anh chị không có được học máy móc. Mình học cái gì nó phải flexible, nó phải linh động, mình không thể nào mình học máy móc được. Không phải lúc nào vol cạn nó cũng mạnh mà không phải lúc nào vol to nó cũng sẽ xấu. Anh chị ha. Các anh chị lưu ý nha, CTG là một của những con mang tính chất đầu cơ rất cao trong dòng ngân hàng. Nó chỉ đứng sau STB thôi, chứ nó cũng là một con mang tính đầu cơ rất là lớn. Ha, sát phạt thay máu nhau trong phiên rất là nhanh, rất là kinh khủng. Đấy, thành ra cái việc mà CTG to thể hiện gì? Bán nhiều nhưng mà cái độ hấp thụ hàng, cái lượng hàng bán ra đó nó cũng nhiều luôn. Mang tính chất em đánh giá CTG này rất là khỏe nha. Thì sao giai đoạn dù sao nó cũng tích lũy lâu, thật là lâu ở dưới này rồi. Ai cũng À, rất là nản ở đây rồi đánh lên được có một cây hai cây à, thị trường xấu thì điều chỉnh lại cái vôn to mang tính chất là gì cái độ mà thay máu rất là nhanh người bán ra cũng nhiều mà người hấp vô cũng nhiều hấp thụ vô cũng nhiều thành ra cái vôn nó mới lớn như thế này nhưng mà em vẫn đánh giá ctg là một con rất là mạnh ở giai đoạn này à, sẽ còn một nhịp đánh lên nhưng mà cái vấn đề là gì nó phải có cái điểm cân bằng à nó phải có yếu tố retest thì mình mới tham gia mình không tham gia sớm chính vì cái vôn to nó sẽ có một con dao hai lưỡi là nó thể hiện cái sức mạnh nhưng mà nó cũng sẽ có tính rủi ro tương đối thành ra mình phải chờ những yếu tố cân bằng và yếu tố test lại thì mới ok ha nhưng mà sẽ vẫn còn một nhịp có thể nó sẽ tích lũy có thể nó sẽ test lại thì nói chung nó gọi là điểm cân bằng đó anh chị ha mình cần cái điểm đấy mình mới vô được anh chị ha nhưng mà cũng phải thêm nó vô danh sách rình ha danh sách rình đấy tiếp theo là hd băng à hd băng thì em đánh giá là chỉ là một sự hồi phục mang tính chất tròn vai thôi gọi là người ta hồi tu hồi vậy thôi chứ em không đánh giá cao ha Đó, AC nói chung hd băng thì đánh tương đối giống acb nhưng mà cái vấn đề là hd băng nó chưa có lên kháng cự nó chưa có vượt đỉnh như là acb ha đấy thì nếu mà chúng ta đã quan tâm những cái con mà đánh giống giống nhau như thế này thì nên quan tâm acb đừng quan tâm hd băng làm gì nhưng mà con này tương đối là hàng bao cung thành ra là cũng không nên tham gia ha nó sẽ rất khó phân tích về mặt khối lượng vậy dạ rồi rồi liên việt tiếp theo là liên việt ha bữa là em với anh chị đâm khách hàng là có chốt lại hết liên việt nè để để hạ cái tỷ trọng những cái phiên xanh này nè à, cái phiên ngày 24 tháng 3 này nè ha, có chốt nó nổ lên là có chốt một phần rồi xuống đây là chốt hết ha để để giữ cái tỷ trọng tài khoản nè giữ lãi này kia tại vì mua vùng 15 lận mà mua từ dưới này mua lên mà thành ra là nó vẫn còn lời rất là nhiều chỉ là do thị trường xấu mình đảm bảo mình giữ tỷ trọng tài khoản một chút thì mình hạ xuống hết cho nó an toàn ha đấy nhưng mà vôn anh chị thấy là cái vôn thứ sáu nè liên việt nó thọt tới về lại cái giá 15 luôn về lại cái giá hòa vốn của đơn khách hàng em luôn à, mà vôn rất là bé không hề có những sự gia tăng về mặt khối lượng gì cả đấy và họ hấp thụ lên nó cũng nhanh nữa thành ra là em đánh giá rất là tốt ha về lại những cái vùng nền trên như thế này rất là tốt Đấy, nhìn chung là cũng đưa phải đưa liên việt vô cái danh sách đi đền lại ha, để canh cho cái dịp sau khi mà có điểm cân bằng nhìn chung cái con này dòng tiền lớn không hề thoát ra nè rất là tốt nha rất là tốt đấy chú ý lại sẽ có điểm cân bằng gia tăng ha mb mb thì đánh y chang con acb không khác gì hết thì hai con này em đánh giá mang tính chất tương đương thôi tương đương nhưng mà đạn này có vẻ như là mb thủng hơi sâu nha mà vô mb thạch xả ra hơi lớn À, cái vol tháo xuống của MB như thế này khá là lớn thì MB khả năng nó sẽ chạy chậm hơn ACB trong giai đoạn sau ha thì nếu mà đã chú ý HD MB ACB nên tập trung vô ACB nhiều hơn ha nó thể hiện sức mạnh rung lắc mới biết thằng nào mạnh mà thì trường lên con nào cũng lên nhưng mà rớt mới biết nào khỏe hơn nào thành ra ACB mình sẽ ưu tiên hơn anh chị ha rồi đây tâm điểm cái mã mà được nhà anh chị nhờ tôi quan tâm nhiều nhất trong phiên thứ sáu Ngày vừa qua là SHB. À. Anh Hiển alo alo cái đập 10 triệu vô cái ăn hết luôn. À, thật sự đánh rất là khét nha. Đánh rất là ghê. Rất là hay. À, nhưng mà nếu mà họ đã chịu bơm tiền 10 triệu cổ vô mà ăn như thế này rồi. Thật sự rất là tốt. Rất là tốt. Nhưng mà thật sự nếu mà anh chị thấy là SHB đánh. Hơi khó phân tích ha. Hơi khó phân tích. Hàng ở đâu đập vô như là là có liền luôn. Có liền để vô luôn. Rất là nhanh thành ra là cũng khó ha và vào lúc này cũng rủi ro bữa em cũng khuyến nghị là mình chốt đâu đó quanh giá 19 như thế này là cũng ok rồi bây giờ đánh lên lại 19 năm thì nhìn chung nó cũng vậy thôi ha rồi mình sẽ chờ những cái diễn biến kế tiếp thì cái con này đánh tương đối là mình phải quan sát kỹ nha à, con này đánh tương đối là hơi bo cung một tí ha thành ra sẽ cần những yếu tố tích lũy sẽ cần những yếu tố mình theo dõi qua những phiên kế tiếp nữa xem cái con này làm gì thì nó mới có điểm vào được chứ mà đánh như thế này ai mà đáng được ha, 10 triệu cổ phiếu chỉ trong vòng một nốt nhạc là vô là ăn hết sạch bách đánh trần luôn Đó, thành ra chúng ta nên quan sát con này nhiều hơn thay vì đu đa đu, đu đuổi vô mua đuổi con này thì em đánh giá không nên ha còn nếu mà thật sự nếu anh chị mình vẫn còn cầm hàng shb á, thì anh chị cứ cầm tiếp ha họ ăn quyết liệt như thế này khả năng nó sẽ còn một con sống nữa đấy nhưng mà để xem cái quan cái con sống là một chuyện mà cái điểm vào mới quan trọng anh chị ha để, để xem coi những cái vận động kế tiếp của nó như thế nào thì chúng ta mới có cái điểm vào cho con này được anh chị ha rồi STB STB cái con này là cái con em đánh giá rất là cao chung với lại con BID ấy. em có nói những cái video trước anh chị mà theo dõi kênh của em nhiều anh chị mình cũng sẽ biết là em nói là dư địa của những con dòng ngân hàng khác nó không còn nhiều như là con STB và BID nữa là hai con này bản chất nó không hề tăng nó không hề tăng cái gì cả Thành ra là dư địa nó vẫn còn dài Và cái yếu tố tích lũy của nó rất chán nản Và rất dài Rất là gọi là nhà đầu tư không bao giờ thích chơi hai con này cả Tại nó quá lâu đi Thì chính vì những yếu tố đó giai đoạn sau nó mới khỏe được Nó giống như con SHB giai đoạn trước vậy đó Anh chị thấy nè Anh chị thấy ba cái con mà em xếp vô cái dạng gọi là Ngân hàng mà tóc cuối ấy, là không hề chạy à, Tới cái đợt rung lắc này anh chị mới thấy được là gì Nó mạnh như thế nào thì giai đoạn sau sẽ là tới ba con này ha em mình sẽ chú ý ba con này nhiều hơn so với lại những con kia mình biết mấy con kia cũng mạnh đấy nhưng mà cái dư địa nó không còn nhiều bằng cái con ba con tóc cuối được anh chị ha ra stb thì em đánh giá gì thế không không hề ảnh hưởng gì dũng đờ cung đắc này hết chỉnh cũng chỉnh về giá 18 thôi không ảnh hưởng gì cả hồi cũng hồi vậy thôi tích lũy lại vậy thôi rất mạnh nha rất mạnh đấy và cái con này nói thiệt nha stb là không muốn đánh thôi trong dòng ngân hàng STB đầu cơ cao nhất không có con nào trong dòng ngân hàng đầu cơ cao bằng con STB hết STB tiền lớn đập mà một lệnh mấy trăm mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn mấy ngàn liên tục được đập cả triệu vô cũng được nữa à, STB đánh rất là kinh do họ chưa muốn đánh thôi thành ra anh chị mình phải cực kỳ lưu ý con STB này ha và đương nhiên cái điểm vào hàng sẽ ưu tiên cho đông khách hàng vip anh chị ha dạ rồi mình quan sát con này cũng vô danh sách rồi nha. tiếp theo đây con banh cái công anh này cũng về là cái nền ha, Cũng về là cái vùng à, 38, 39 này thôi Đấy Thì nói chung là hồi trước khuyến nghị anh chị mình tham gia ở đây Lên tới đây chốt thì về lại đây cũng bình thường Nói chung là nó sẽ cần một cái điểm cân bằng tích lũy lại để làm một nhịp mới hay là một nhịp mới Và cái nhịp này nếu mà về đi mình đồng thuận thì có thể nó sẽ vượt luôn cái đỉnh 42 như thế này Tại vì sao cái con này bản chất cái yếu tố tích lũy nó lâu nè Tích lũy dài nè thì khả năng cái con sống nó sẽ lên đâu đó khoảng tầm nếu mà thị trường tốt nha. Thì khoảng tầm 46. 4648 anh nha, là những cái target của Techcombank. Đấy, nhưng mà cái con này em nghe sức tích lũy lại lâu tích lũy thêm vài phiên nữa. À, nó chạy không nhanh bằng con ACB đâu. ACB nó nó vô tiền trước rồi. Đấy, ACB đánh nhanh hơn ha. Hoặc là những con mà đánh dư địa dài á, thì có bid với STB là những con đánh theo kiểu dư địa dài. Anh chị ha. Liên Việt thì với cái nền này nó cũng sẽ vòng lên được một nhịp khoảng tầm 17. Nếu thị trường ok ha. Nãy dù sao lái họ đã ra tiền đâu anh chị Anh chị nhìn tiền lái họ đã ra đâu Họ vô chẳng lẽ họ vô ở đây Cả 36 triệu cổ phiếu họ đánh xuống làm gì Nè đánh xuống cái là nó kéo lên liền nè Đấy đây là rất nhiều Thị trường mà đánh cái phiên này rồi là rất nhiều Những cái điểm kỳ vọng cho anh chị nhà tư mình Nhưng mà có kỳ vọng đi chăng nữa Cũng phải giữ cái đầu lạnh một chút ha Nếu anh chị đánh chứng khoán Mà cứ 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 đánh xuống là sợ Mà đánh lên là vui lại là không được à, Vậy thì nó rất là rủi ro Mình phải tìm cái điểm cân bằng cái đã rồi mình hãy vào ha mình đừng có để cái dòng tâm lý của mình mà cứ lên xuống theo thị trường như vậy thì rất là khó Hay ha rất là khó rồi tiếp theo là tv băng tv băng này là một con đánh theo kiểu chuẩn mẫu hình gãy nền vũ nha nè tích lũy nền nè xong gãy xuống nè gãy rất sâu nha ngân hàng gãy có hai ba cây à, nó gãy bốn cây mà biên độ rất là lớn nè cái cây nè à. nè mấy con ngân hàng kia tính ra nó cũng đỡ đỡ được một chút nè nó có đỡ nè nó có đỡ lại nè chị thấy không nè nó có đỡ lại đỡ lại đỡ lại nó, nó lai 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 xuống từ từ còn con uh, tv băng này là xuống thẳng luôn nó đóng thấp nhất phiên nó đẩy xuống thẳng luôn ha thì đây là một cái điển hình của chuyện là mẫu hình gãy nền vụ thì chỉ cần sẽ có những cái điểm cân bằng ở dưới này là nó sẽ hoàn thành mẫu hình và nó chạy một con sóng sao thì anh chị mình cứ lưu ý nha khi mà cổ phiếu nó đã đánh cái mẫu hình gãy nền vụ khả năng nó chạy một cái con sóng rất là dài đấy gọi là siêu sóng luôn á giống như cái con mwg giai đề hiện tại đó khi mà đánh gãy đình vũ thành công ở đây nè tích lũy là nó vũ một cái nó tích lũy ở đây thêm vài phiên nha anh chị thấy lúc nào nó phải có yếu tố tích lũy lại thì người ta gọi đây là gì điểm cân bằng ha điểm cân bằng nè có test lại tết lại một tí rồi xong điểm cân bằng xong mới nâng 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 từ từ là đánh một cái là siêu sống luôn nè Đó, đây là cái mẫu hình gãy đình vũ tiêu chuẩn ha thì những cái con nào mà đang đánh gãy đình vũ thậm chí là vini mình nguyên một cái vini index mình là đang có dấu hiệu đánh gãy đình vũ hết à, đây là cái mẫu hình điển hình thôi điển hình đây là mẫu hình của thị trường nè và một số con cổ phiếu mình cũng có thấy những yếu tố đánh nghệ đình vũ mình phải chú ý ha nè verni đánh nghệ đình vũ nè em có để cái tiêu đề ở cái video gần nhất của em Đấy, nhưng mà mình phải có những cái điểm tích lũy những cái điểm nâng đáy để bắt đầu mình mua thì có giai đoạn sau là em kỳ vọng con sống nó sẽ dài đấy anh chị ha đấy rồi tiếp theo vietcom em có nói rồi trụ trụ anh chị thấy đội lái với lại nhà cái họ đánh hay không họ tính toán kỹ không vờ vâng ni mình mà những con kia tăng này kia trụ giảm tới lúc mà vờ vâng ni giảm trụ không giảm nữa trụ neo lại trụ giữ lại à, họ đánh cái gì họ không có tính toán anh chị không phải dĩ nhiên gì mà có nhiều anh chị nói cổ phiếu xuống anh xuống là theo tin hả em có tin xấu nó xuống hả không có đâu anh chị đánh đánh nó có cung cầu hết chứ tin xấu gì em đã nói là tin là nó ra là vì một cái mục đích abc gì đấy họ tung ra vào đúng cái thời điểm họ cần họ cần cái yếu tố tin tức đó tác động lên yếu tố tâm lý của anh chị nhà đầu tư như thế nào thì họ sẽ tung cái tin ra vào cái thời điểm đấy có bút lợi nhuận mấy ông thích bút lúc nào thì đăng lúc đó chứ ha. chính vì vậy cái thị trường việt nam mình yếu tố không minh bạch không minh bạch về mặt tin tức tin tức nó không có sai nó không phải là tin tức lừa đảo hay gì cả nhưng mà nó tung vào thời điểm họ cần họ tung những thứ họ cần vào thời điểm họ cần ha có tính toán hết thành ra anh chị mình phải nhìn vào cái cung cầu là cái dòng tiền nó chạy á là nó phản ánh nó sẽ tương đối khách quan nhất rõ ràng nhất và nó nhanh nhất còn chờ tới tin lại muộn rồi anh chị ha đấy phải lưu ý cái vấn đề như thế này anh chị mới thay đổi tại sao có nhiều anh chị tham gia thị trường khoảng tầm cái giai đoạn mà năm những cái năm sâu xa hơn của thị trường á thì giai đoạn đấy thực sự là đánh theo tin ha tại vì thanh khoản thị trường không hề lớn không ai chơi chứng khoán cả ha? thanh khoản rất là bé thì nó nó mang tính chất là game gẫm rồi đồ nhiều ha? còn giờ thanh khoản thị trường á chơi đinh đầu cơ rất là cao Thành ra cái việc mà anh chị mình vẫn còn tin tức ở đồ đó, nó mang tính chất là gọi là tham khảo ha mình phải luôn kết hợp với những yếu tố kỹ thuật rồi mình kết hợp thêm về tin tức cộng thêm thì nó mới ok ví dụ như nghe ông này ông kia hô là con này có game đánh lên abc gì đấy mà bây giờ nhìn vỗ chạc đó, đỉnh rồi thì có tin được cái tin đó hay không thì nó mới là hợp lý ha nghe thôi chứ không phải kiểm chứng một chút anh chị ha không phải là cứ nghe là mua đâu sẽ rất là rủi ro cho anh chị mình Đấy. rồi tiếp theo là vb vb thì uh, cái con này là mạnh nhất dòng băng ở giai đoạn hiện tại ha Đấy, không tính cái con bò cung MHB của anh Hiển nha à, thì Nhìn chung về VB là ok nhất VB thì trong nguyên cái đoạn này nó không có chỉnh nhiều Thì khả năng là do cái dòng tiền lớn họ vẫn kẹt trong này Họ không có xả xuống được Họ chỉ tích lũy lại hoặc là họ, họ điều chỉnh ở một mức độ cho phép thôi Tại vì sao cái dòng tiền của họ đã kẹt ở đây rồi Dòng tiền lớn chưa thoát ra thì họ không thể nào họ đạp sâu được họ đạp sâu họ cũng chết thành ra là gì vb thì em đánh giá là nếu như có một cái nhịp tích lũy lại đây thì khả năng mình sẽ vô được à đấy mà con này hơi cao ha cái dư địa nó hơi nó, nó, hơi rủi ro hơn mấy con trên dưới một chút ha nó hơi rủi ro hơn mấy con chưa có dư địa như thế này nhưng mà nhìn chung nếu mà đánh ngắn á, đánh ngắn nha, đánh ngắn có thể vẫn đánh được nhưng mà phải có điểm cân bằng cái đã. Ha, đánh ngắn còn đánh được, đánh tới cộng 3 tới cộng 5 rồi đấy. Là cũng ok ha, cũng ok. Rồi tiếp theo à, dòng dầu khí, ha à, dầu khí, dầu khí ra tinh rồi giảm này kia đủ thứ nè. Anh thấy cái lúc mà thị trường hồi phục á, mấy con kia nè anh chị thấy dòng ngân hàng không? Nó chỉ hồi lên khoảng tầm tham chiếu thôi. Có nghĩa là hồi lên cái giá gọi là giá mở cửa hồi sáng thôi. Con BVB nó đánh xanh luôn, à, nó đánh xanh luôn. Nè, nó đánh lên giá xanh luôn, cực kỳ quyết liệt. Đấy mà anh chị thấy cái phiên ngày hôm qua nè Nó giảm nè Cái phiên này là vô rất là to nè Có nghĩa là ai bán ra là bán ra phiên này mất tiêu rồi à, Rất nhiều người đã nhả hàng ra ở phiên này Thật sự là họ đánh gì thì cũng rất là tâm lý ha cộng thêm cái phiên thọt dài xuống tận dưới này nữa là cái lượng hàng mà nhả ra của BVS nó rất là lớn rồi ha Rất là lớn rồi Thành ra nó chỉ cần nó tích lũy lại một cái là đánh thôi những cái con mà họ đỡ nè ví dụ như họ đỡ một cây như thế này anh chị nói nó dụ cầu đỡ hai cây như thế này sao gọi là dụ được đỡ nhiều như vậy đội họ không có tốn công tốn tiền họ đỡ nhiều lần vậy đâu ha khi về là những cái vùng giá vốn của họ họ đỡ lên rất là liên tục cho thấy cái sự quyết liệt của họ trong cái quá trình đỡ giá à, thì mình đánh, có được cái góc nhìn mình đánh giá được này con này vẫn còn một nghiệp nữa ha thì uh, trong cái hàng em vẫn có hàng con này mà Thành mình em sẽ có điểm gia tăng thấy lúc nào cũng như vậy mình hạ mấy con nào mà có rủi ro thôi hoặc là hạ mấy con nào nó đạt được cái biên lợi nhuận nó hợp lý rồi còn những con nào mà mình vẫn thấy là có những sự đợi giá tốt Và mình không có vấn đề gì mình phải sợ cả thì mình cứ giữ ha Đó là hợp lý nhất BVD à, BVD em có nói anh chị thấy không đây nè Đây là cái cái việc mà em nhắc anh chị rất là nhiều là tại sao nên chọn BVS còn hơn là chọn BVD Nè BVD nè lên thì mở gáp Tích lũy thì lỏng lẻo ha Lên nhanh quá không có xiết nền cứ lên là mầm 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 như nè tới lúc nó xuống nó cũng xuống y như lúc lên luôn À, BVn nó điều chỉnh nó xuống nó lại từ từ nha. Ha, à, nó điều chỉnh nè, thậm chí trong quá trình điều chỉnh nó cũng có những cái nhịp nó siết nền trở lại rất là chặt. Ha, à, những yếu tố rũ bỏ cuối cùng thì giai đoạn sau nó chạy nhanh hơn thôi. Ha, à, còn BVD nè, rơi nè, cứ rơi là rơi rơi mở gáp, mở gáp, mở gáp, mở gáp liên tục. Rất là xấu. Ha, à, tại vì sao? Gáp mở ra là 80% phải lắp lại mà. Nó cứ mở bên này là rớt xuống đây lắp cái gáp. Rớt xuống lắp, rớt xuống lắp, lắp rất là nhiều cái gáp ở đây. Thành ra là gì? Cái biên độ giảm rất là lớn và rất là rủi ro. ha thành ra là không nên chọn BVD nó lại như vậy. Rồi, BBT, BBT em đánh giá cũng tốt nè. Giai đoạn này là nói chung là cái đây là cũng là mẫu hình gãy nền vũ nè. nè, gãy nền vũ nè. Rất chú ý nha, với lại BBT thật sự là nó đánh đồng ý là nó chậm hơn con BVS thật. Nó chậm hơn mấy con BVS BVD. Nhưng mà cái độ tích lũy của nó rất là tốt và sau cái quá trình rũ bỏ trên toàn thị trường như thế này á thì BBT nó sẽ có những cái cơ những cái dư địa nó chạy nó sẽ ok ha thành ra là cái con này cũng là bắt đầu lưu ý lại với đoạn trước đồng ý là nó nó yếu thiệt nhưng mà bây tới bây giờ thì thấy nó khỏe đấy anh chị ha qua cái nhịp rủ này thấy nó khỏe nè thành ra cũng phải lưu ý con này một chút nhưng mà nếu anh chị đã có BVS thì đừng đánh mấy con khác nữa ha mình tập trung cho một con thôi rồi BLX nè trụ đỡ nè ha đỡ xanh luôn đấy nhìn chung là BV, BLH nó cũng tích lũy ở vùng này thôi ha vẫn chưa có dấu hiệu gì Nè anh chị để ý nha Tại sao mà những cái nhịp mà nó nằm miên như thế này Vô giao dịch nó lớn vậy à, Nó trao tay cái gì ở đây mà to vậy Tại sao tới lúc gãy không ai bán hết Tại vì sao bản chất là tổ chức Họ đang gom ở đây Và họ đạp như thế này là để coi yếu tố rủ bỏ ra Coi anh chị nào rủ ra không Các cá nhân nào mua đuổi mua đu ở đâu đó Rủ ra không Có nhiều không Tại sao tới cái cây gãy mạnh như thế này Mà vôn có có 1 triệu mốt mà ngày thường á 4 đến 5 triệu cổ phiếu Đấy anh chị ha đây là yếu tố là tổ chức họ trao tay nè Mình nhìn là mình sẽ thấy Đấy đó là cái góc nhìn mà anh chị mình theo dõi kênh Anh chị mình sẽ biết được Cũng như anh chị mình theo dõi tham gia khoa học Em sẽ dạy kỹ hơn nhiều vấn cái, cái đề nhìn vôn nha Dạ rồi Đấy bê lết Rất là ok ha Thì trong cái này em chỉ đánh hai con này là chiến được thôi Mấy con kia thì em không có đánh nhiều Tại vì nó thứ nhất thanh khoản bé Thứ hai là đầu cơ nó hơi cao Cái biên nhảy nó ghê quá Nó không hợp lý ha Oi rồi nè Oi đỡ cũng tốt ha Vôn bé nè nếu anh chị đánh lướt thì có thể tìm điểm cân bằng Mình có thể đánh lại con oi này được Đánh T cộng 3 được ha, T cộng được nhưng mà phải cân bằng nha Cân bằng mới mua nha Tại vì sao em thấy cái yếu tố mà tích lũy Bên cạn dần như này rất là tốt ha, Rất là tốt Gát nè, nè, gát đỡ nè, ha, gát đỡ nè. Ui, con gái là tích lũy nền đẹp ha. Tích lũy rất là đẹp luôn. anh chị cứ để ý mấy con trụ, bây giờ nó tích lũy đẹp lắm. ha Những con trụ họ làm những cái nền rất là dài và rất là đẹp. Đấy, họ đang chuẩn bị, họ đang ém hàng. Em có nói rồi, chủ nó điều chỉnh mấy bữa trước rồi, tới giờ nó không chỉnh nữa. ha Và đang ém hàng cho một giai đoạn kế tiếp. Thành ra mình cũng phải có lưu ý một, một chút. ha BSR em đánh giá là một con là cũng thuộc dạng là rất là mạnh ở trong dòng B. Ha, nói chung dòng B nhịp này á, mình không tính mấy con yếu nha, mình tính tập trung mình mình đánh khoảng tầm 4 con chú ý thôi. Là BVS nè, BLS nè, BSR và GAS là bốn con này là em đánh giá rất là cao ở trong dòng dầu khí. Ha, đấy mà nhưng mà cái con BLX và con GAS thì nó là trụ thành ra nó bị phụ thuộc vào thị trường rất là nhiều ha phụ thuộc vào thị trường rất là nhiều nếu đánh là sẽ gom gom là chính chờ cái nhịp mà vừa đi xác nhận thì mấy con này chạy nó mới ghê được còn nếu mà đánh mà đánh theo kiểu là anh chị mình vào và nó kéo nhanh nhất á, thì em nghĩ là BVS và con BSR này nè là hai con sẽ là những con kéo nhanh nhất ha kéo nhanh nhất thị trường nhanh nhất cái trong vòng của nó ha tích lũy đẹp không thị trường lắc nó có lắc không không hề lắc ha vài phiên nữa nó sẽ có những nhịp nó nó nổ tiếp anh chị ha rồi tiếp theo là dòng nhà vinh nhà vinh là vít đỡ cả thị trường này vít thị trường yếu thì vít là ra tay đỡ ha vinh home thì có vẻ như nhà vinh không có được sự hồi phục tốt lắm vào phiên ngày thứ sáu ha hồi phục hơi yếu nè vre cũng đánh theo kiểu gãy đành vũ nè ha à, đang đánh gãy hình vũ nè, quanh đây gãy xuống nè. À. Đấy, rất là chú ý nha. về đánh gãy hình vũ hoài à. Cái con về này rất thích đánh gãy hình vũ. Ha, chú ý. Cái con này lịch sử đánh gãy hình vũ nhiều lắm. Độ lái của VRE là phong cách đánh là thích đánh gãy hình vũ. Anh chị nhớ cái đạn này không? Cái đạn này nè. Cái đạn này nó cũng đánh gãy hình vũ nè, nè. Nè, gãy hình vũ nè, siêu sống luôn gãy nền vũ xong giai đoạn sau chạy siêu sống luôn nè vre rất thích đánh gãy nền nó cứ tích lũy ở đâu một thời gian xong rồi gãy xuống lúc nào cũng vậy cả nhưng mà giai đoạn sau chạy rất là ghê ha thì cũng cực kỳ chú ý con vre này rồi tiếp theo là dòng phân bón dòng phân bón có vẻ như là không ảnh hưởng nhiều trong cái nhịp điều chỉnh này ha dcm và dbm không có ảnh hưởng gì cả đấy không ảnh hưởng gì cả nhưng mà nếu có điểm cân bằng thì anh chị mình có thể bắt đầu theo dõi lại dòng phân này được anh chị ha Đấy. Rồi DGC là do gì? giai đoạn trước chạy thấp quá, giai đoạn này rủ xuống là cũng hợp lý thôi. Ha, nhưng mà rủ mạnh như thế này em đánh giá rất là tốt nha. Mấy con mà rơi mà rơi liên tục năm số cây rất là tốt. Tại vì sao nó rơi mạnh như vậy cái độ rủ hàng nó mới nó mới khắc nghiệt được. Nó mới mạnh được. Thật sự là cái lượng hàng nó nó nhả ra nó nhiều. Ha, thì khi mà tạo được điểm cân bằng thì những con đấy hồi phục lên nó cũng sẽ rất là nhanh. Đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại nhìn vô thì vẫn chưa thấy điểm cân bằng gì đây cả ha nó rất rất là yếu vẫn còn yếu vẫn còn chưa có đỡ nói chung mà độ họ chưa ra tay đỡ thành ra mình phải chờ ha phải chờ rồi tiếp theo là chứng khoán ha đấy thị trường lên một cái là chứng khoán hồi nhanh chưa à, tại sao cái dòng chứng khoán là một cái dòng gọi là dòng đại diện cho thị trường chứng khoán anh đã chẳng lẽ Bernie hồi mà dòng chứng khoán không hồi đúng mà thành ra cái việc mà dòng chứng khoán hồi lại thì em đánh giá là bình thường thôi ha cái dòng này đánh theo thị trường nhưng mà anh chị đánh giá nè ví dụ như những con như là ssi hồi hồi cũng được ha hồi cũng khá là thuyết phục ssi đánh giá lên vũ nè à, trong room khóa học của em anh chị nào tham gia khóa học hiện tại em cũng có nói con này đúng không anh chị chú ý nha con ssi đánh giá lên vũ đó đấy nè tích lũy nền nhưng mà không thành công nè ha không thành công em có nói rồi cái vô nó cứ to to như thế này thì trường yếu là gãy ngay ha nó gãy nhiều hơn cả thị trường nữa thị trường gãy có vài cây nó gãy ba cây nè đấy cái cây này đỡ lên như này thì gọi là shopping volume 3 nhưng mà nó cũng phải có yếu tố cân bằng là mới được ha nó phải nâng đáy này kia vậy chị nào xem cái video mà mà em làm bữa này nè đây là cái video này nè đó ha đây video một tiếng 10 phút này nè em có nói về cái con ấy nó ra này anh chị ha rồi hcm nè ừ, hcm đỡ yếu ha hcm đỡ vậy là yếu Ừ, đỡ yếu quá, đỡ không tốt lắm. Mấy con kia hồi xanh mà con này giữ vậy là hơi fail rồi, hơi yếu rồi. Ha, VCI khỏe nè. VCI khỏe nè. VND cũng được ha, cũng khỏe. SHS rất mạnh luôn. SHS thì nó nó đi chung với con SHB. SHB đập 10 triệu cổ thì con này nó cũng phải lên chứ. Đúng không ạ? À? Hai con anh em với nhau mà. Đấy cũng phải lên chứ. Nè, vô rất quyết liệt nè, đóng cửa gần cao nhất nè thôi từ dưới này mà lên tới này rất là tốt ha nhìn chung á thì em thấy nha con SHS này đỡ giá ghê lắm nó tích lũy mặc dù tích lũy vô nó to thật nhưng mà nó 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 rất là kinh nó đỡ ghê lắm tới bây giờ nó nó vẫn đỡ nè anh chị thấy không thị trường lắc, lắc, lắc lắc nó cũng về lại đúng cái giá mà mà 27.8 này thôi à rất là kinh thành ra là nếu mà giai đoạn sau á mà thị trường mình có những sự cân bằng ổn định hơn hồi phục lại á thì anh chị mình chú ý con SHS này giúp em con này nó sẽ chạy nhanh nhất trong vòng chứng khoán ha em đánh giá con này là chạy nhanh nhất nè đó, em thấy được cái sự đỡ giá cho tới tận bây giờ nó vẫn đỡ là biết nó khỏe lắm rồi ha cực kỳ lưu ý con này nha dạ rồi tiếp theo bán lẻ u cha đánh ghê ha nè anh chị thấy không nè trụ kéo ghê không năm giá anh chị ha năm giá trong phiên mà đánh cái biên năm giá tại vì sao anh chị thấy là cũng vì cái việc mà vờ ni mình á và đi mình mà mà thọt cái cây mà giảm biết bao nhiêu điểm như thế này thì anh chị thấy là em có nói đúng không một con trụ giảm là phải bằng mấy con thường giảm thành ra cái việc mà họ muốn tạo ra được một cái cây wash out mạnh như thế này cái biên độ giảm điểm nó kinh khủng như thế này thì họ phải đạp trụ những con trụ mà đạp nó mới nó mới đủ sức ảnh hưởng để khiến cho về đi giảm điểm nó kinh khủng như vậy được thành ra là bng nè đem ra để 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 đạp chỉ số xong mà trả điểm lại cực kỳ nhanh nè ha bng tích lũy đẹp ha rất là đẹp nguyên có một cái nhịp này mà thị trường chỉnh đỉnh chỉnh gì mà nó vẫn nằm trên cái vùng nền như này em đánh giá rất là tốt nha rất là tốt luôn nè mà wg cũng vậy nè à, cũng giữ quanh cái nền thôi không vấn đề gì ha à, nè hồi ghê chưa đạp về bao nhiêu nha trong phiên là được bao nhiêu là thấp nhất 125 mà lên đóng cửa 130 năm giá à, rất là ghê nha năm giá kinh khủng Masan nè, đỡ rồi FPT thì nó nó đỡ không bằng mấy con kia nhưng mà vấn đề nó về nền ha. FPT con này á, là cái nhịp rủ này nè là muốn rủ nhưng anh chị nào đu đuổi cái break này ra thôi. Nhưng mà nếu nó chỉnh về tận cái nền như thế này thì anh chị mình phải bắt đầu quan sát lại FPT. Tại dù sao á, cái dòng tiền mà 5 triệu cổ phiếu FPT này nó vào đây á, nó cũng đang kẹt ở đây. Ha. Chưa có nhả ra nhiều. Ha, chưa có rã ra nhiều thành ra nhưng mà nó phải cần một cái yếu tố nó tích lũy trở lại dưới này thì nó mới ok ha thì giai đoạn sau thì cứ lưu ý tại vì sao cái vùng nền hỗ trợ này của FPT nằm giá 74 75 này nè là nhiều lần không thủng rồi, một lần nè, hai lần nè. Đúng không? Lần này là lần thứ ba nè, là ba lần không thủng cái vùng này rồi. Thì khả năng cái vùng này là một lực đỡ cực kỳ mạnh đối với là FPT. Thành ra nếu mà có thêm những yếu tố tích lũy, những yếu tố cân bằng, những yếu tố test lại nó ok thì mình sẽ bắt đầu quan sát lại FPT này ha. Không chỉ đi với FPT mà dòng bán lẻ nói chung anh chị mình cũng phải bắt đầu quan sát. À đây là những con mà nó thuộc dạng là bốn con trụ có sức ảnh hưởng của thị trường hạ ra mình cũng phải lưu ý ha khi giai đoạn hồi phục thì mình phải chú ý như con trụ một chút rồi dòng thép thì hòa phát ra cũng thể hiện sức mạnh của nó rất là quyết liệt đóng cao nhất phiên ha hòa phát rất là kinh hòa phát bữa là cái nó nhú cái cây xanh này lên là em có chốt bớt một phần nè và xuống đây là em có chốt hết nè giá 46 sáu phải à, là em chốt hết mà nói chung là sau cái nhịp này đánh hồi phục lên đó thì về lại giá 46 như thế này rất là ok ha rất là ok nhưng mà nó phải cần một cái yếu tố nó tích lũy lại trên đây thì em sẽ tìm cái điểm cân bằng hoặc là nó có yếu tố nó retest lại cái giá 44 như thế này á thì em sẽ bắt đầu canh và đi chợ lại với hòa phát ha lưu ý giúp em nè hoa sen nè cái mang tính đầu cơ cao quá thành ra khi yếu tố rủ bỏ rủ rất là mạnh Đấy, cái này em cũng có chia sẻ ở cái video gần nhất rồi em có nói có nhiều anh chị nói là con hoa sen nó lên mạnh hơn con hòa phát này kia nhưng mà cái vấn đề hòa phán nó là trụ, nó là miệng mã lớn của thị trường. Nó được sự bảo kê, nó được cái sự yếu tố điều tiết, nó mang tính chất nó chuẩn chỉ. có thể là nó lên không nhiều, nhưng mà cái độ an toàn nó rất cao. Còn hoa sen nó mang tiếng là dòng đầu cơ, ăn thì nhiều nhưng trả lại cũng nhiều. Anh chị ha, ăn nhiều chứ trả lại rất lẹ. Đấy nè, nam kim là nam kim là thuộc vàng dòng nhỏ, dòng thanh khoản bé. À thành ra là cái yếu tố mà mà xả hàng ra nó sẽ mang tính chất là gì? Nó không lớn bằng những cái con mà mang tính thanh khoản lớn hơn như thế này. Đấy, mỗi con nó sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Anh chị mình phải nhìn được một cái con nó là lớn, chủ lớn, nó đỡ giá rất là tốt. Nhưng mà có vẻ là cái trong biên độ đánh đó, nó đánh theo kiểu là nó tăng bền chứ nó không phải là nó tăng nhanh, tăng thấp. Còn hoa sen là thuộc dạng tăng nhanh, tăng thấp nhưng mà trả tiền lại cũng lẹ lắm. Ha, trả tiền lại rất là nhanh. Còn nam kim thì sao? Thanh khoản bé dòng yếu khi rủ hết hàng là họ sẽ đỡ lại ngay đấy ha phải có góc nhìn nó toàn diện như vậy nó mới ok được đất xanh u cha đầu cơ ghê chưa đúng là cái con này mang tính đầu cơ kinh khủng con đất xanh này giống như con stb á nhưng mà nó khác dòng thôi con ngân hàng con bất động sản thôi ha con đất xanh này nó đập tiền ghê lắm con đất xanh này trong phiên này có những nhịp mà nó đánh chân sàn trong một nhịp rất là lẹ ha tiền hồi đảo liên tục với con này rất là kinh nghe tin có tin tức mà mờ zin mờ đồ gì đó có con đất xanh này đúng không ạ à? cắt mờ zin cắt mờ dinh nó vẫn đánh lên bình thường có gì đâu anh chị bình thường mà tại vì sao tại vì bản chất á cho dù mà đất xanh nó không có đủ tiêu chuẩn của um, sở họ không có cho mờ dinh nữa nhưng mà quan trọng là các công ty chứng khoán hiện tại nha họ vẫn đang cho sử dụng mờ dinh của đất xanh ở những cái kho riêng những cái kho riêng biệt của họ thành ra là gì không có vấn đề gì cả vẫn bình thường thôi anh chị ha bây giờ những cái vay những cái vay kho này kia của các công ty bây giờ nó còn lớn hơn cả cái kho của sở nữa cái khối lượng nó có hạn thôi nhưng mà nó lớn hơn rất là nhiều so với là sở chứng khoán ha thành ra là gì cái việc mà họ cắt bờ zin đi chăng nữa thì các công ty nếu mà họ vẫn cho kho thì con này vẫn được bờ zin bình thường thành ra cái tin nó cũng không phải là tin xấu đó anh chị một cái tin gọi là rủ hàng thôi anh chị ha hbc Ờ giải đình vũ nè ha nếu mà gãy đành vũ thì phải có cần cái thời gian nó nó xác nhận ở đây một chút ha nhưng mà giai đoạn sau chú ý nha mấy con này giai đoạn sau ghê lắm á À vậy ha tiền họ không thoát ra họ chỉ neo lại thôi và họ đánh theo cái gãy theo thị trường chung thì nó sẽ cần một yếu tố cân bằng lại dưới này và giai đoạn sau bắt đầu nó mới vào sống đấy chú ý giúp em cái điều này đó ctd chiết khấu này rất là chú ý nha nè vcb nè đó ha chuẩn mẫu hình nha rất chuẩn luôn nhưng mà phải chờ đã ha chờ đã ừ, mấy con này yếu quá ha mấy con này yếu quá không có đỡ BVH này đánh giống đánh giống BID anh gì ha đánh giống BID STB thuộc dạng là dòng cổ phiếu tóc cuối chưa chạy về đây thì họ cũng đỡ giá ha cũng đỡ giá nhưng mà có dấu hiệu tiền vào rất lớn 3 triệu cổ phiếu BVH ở đây rồi là chứng tỏ dòng tiền họ đã, đã kẹt ở trong này và họ bắt đầu tham gia rồi. ha thành ra là trong những giai đoạn sau cho dù có rủi gì, gì đi chăng nữa mà nếu yếu tố vôn cạn dần là anh chị mà phải cực kỳ lưu ý những con như thế này. Nếu có yếu tố tiền vào anh chị ha, họ sẽ đánh, họ sẽ đánh. Chỉ là do thiên thời địa lợi thôi, chưa có hợp lý thôi. Khi mà mọi thứ đi vào khuôn khổ rồi bắt đầu họ sẽ đánh. ha, lưu ý giúp em những cái cung cầu như vậy. Bởi em mới nói là khi mình rình một cái con cổ phiếu Mình rình lâu lắm Có nhiều khi có những con rình cả tháng mới có điểm mua anh chị ha Đấy đầu tư nó phải như vậy Nè VGI nè tiền đã vô đánh gãy nền vũ nè Họ đỡ giá nè Khi về lại những cái vùng nền dưới họ đỡ rất là kinh Họ không có cho thủng nền dưới có thể là nền trên họ thủng Thì trường 6 họ thủng Nhưng mà thủng tới nền dưới là họ sẽ không có để cho thủng nền dưới anh nay những con như này sẽ có những điểm gia tăng khi mà nó cân bằng Tại vì sao nó ở dưới này tầm hai phiên rồi nè nà. theo nó cầm từ 2 đến 3 phiên nữa là sẽ có điểm rồi Anh chị ha Cứ lưu ý con này giúp em con này nè trời nó vô tới 3 triệu cổ phiếu mà anh chị nó tích lũy ở đây cả tuần nó thế này nữa ha yếu tố rủ bỏ như này là cần thiết cần thiết họ sẽ đánh lên nè tdm cũng đánh giống vậy nè nói chung là nó cũng về lại những cái vùng nền nhất định thôi ha đấy đó là view qua tất cả về tất cả những dòng cổ phiếu mà anh chị mình lưu ý anh chị ha view qua tất cả thì nhìn chung là Khuyến nghị của em vẫn là anh chị mình nên quan sát. Ha, đừng hành động vội. Sẽ có những yếu tố uh, test lại, Rủ lại và cái phiên uh, T cộng ba về của phiên ngày thứ sáu anh chị mình sẽ cực kỳ lưu ý. Ha, nhưng mà thật sự là đó là gọi là sự vận động chung thôi. Nhưng mà những con nào mà nó bản chất nó đã khỏe và nó đỡ giá mạnh hơn những con khác, thì những con đấy nó vẫn lên bình thường. Và những con đấy cái yếu tố rũ bỏ nó sẽ cũng, cũng không có, nhiều khi nó cũng không có bằng những con kia ha những con nào mà bắt đáy nhiều á, thì nó mới bị rủ thôi còn những con nào mà nó đỡ nền á, thì khả năng là nó sẽ không rủ ha họ chỉ test lại cái nền thêm một lần nữa thôi đấy thành ra là mình tùy theo những chiến lược trong phiên thì em sẽ có những cái nhận định cho anh chị mình anh chị ha đấy trước mắt là cứ giữ cho em cái vị thế quan sát và, và có một phiếu trong danh à, có một số cổ phiếu nằm trong danh sách đi rình đó đã là bắt đầu đi rình á rình chừng nào có điểm mua đi vô anh chị ha đấy cẩn trọng một tí Tại vì sao? Cái giai đoạn này anh chị thấy một lần trước rồi đúng không? Anh chị cũng thấy một cái phiên như thế này nè. Đây, nó cũng hồi phục tương đối mạnh mẽ nè. Ha, và nó có nhịp đánh lên nè. Nhưng mà cái yếu tố retest lại nó tạo ra một cái đáy kế tiếp á. Thì cái yếu tố retest này nó, nó đã đem đến một cái sự khốc liệt của thị trường ở trong giai đoạn này. Ha, cho nên nó luôn giữ cái đầu lạnh và không có gì phòng thân không bao giờ thừa anh chị. Ha, lót lưng không bao giờ thừa để cái nệm sau lưng nó té cái đúng chúng cái nệm nên có gì đâu sợ anh chị ha thành ra là phải có những cái sự lót lưng một chút thì nó mới ok ha đánh giá như này là tốt nhưng mà mua thì chưa anh chị ha đấy đó là tổng quan về cái nội dung video ngày hôm nay dạ rồi em có để những thông tin khóa học của em khóa mới ở giai đoạn uh, sắp tới anh chị có thể theo dõi ha? những cái lịch trình rồi những cái thông tin liên lạc của em cũng như anh chị đăng ký room vip dạ rồi anh chị thấy hay anh chị em một like một subscribe và chia sẻ kênh của em đến các anh chị nhà đầu tư khác anh chị ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cuối tuần xem video của em. Dạ rồi, em xin cảm ơn.